Chào bác Còn Đây Các Bán, mời bác Còn Đây Các Bán cùng ngỏ chương trình truyền hình Thiền Dân Tông Mường của Đài Phát Thanh Đài Truyền hình Phú Thọ, phát kênh chương trình VTV Rằm của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn chương trình hiện nay, mời bác Còn Đây Các Bán cùng ngỏ những nối dùng theo nỉ. Khơi dẫn ý chí thoát nghèo, lễ sức dân là gốc, triệm ca thương phong hưởng cộng thao nỉ là nối dùng chương trình. Thưa bác Còn Đây Các Bán, khơi dẫn khát vọng táo động lực để người dân mong hậu thoát nghèo là mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025. Thời gian vừa rồi, cấp ủy chính quyền các quận huyện ta tây mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo vừa tê dần thoát nghèo cũng như chẳng tại nghèo. Cũng bởi từ người dân ta thấy tôi với ý chí để quyết tâm thoát nghèo. Biển thách thức thành kinh nghiệm ngậm xa hơn, mánh dẫn hơn với mong hậu là chẳng chi tê tu ăn mà còn phải có tích lũy. Thôi rằm mượn và hà thí dường xa mình đai huyến tần sơn trăng hậu tí là thuê xa mèn mượn mậy nằm ca hàn du lấu cự tì rồi lại về chẳng tích lũy ản bao nhiêu nghèo vẫn hoan nghèo. Năm 2007 ản nhân đức giúp cho văn vụn và dường ta mánh dán văn thảm mươn chiếu tùng cai táo vươn tạp mô hơn han hát à trẻ chờ cần trẻ cho thú hoạch cũng là lúc gia đình ba dường thoát nghèo. Trước đây là tôi đi vào Nam ra Bắc, tôi đi làm thuê kể cả hai vợ chồng tôi cái ngày tôi đi làm cước thuê. nì hàn Tôi dù là lỗ cái loại hò đi làm thuê vào ở cái nam xóm Hà này. Bắc tí lát Chỉ thuê có ngoài thuốt ra đi làm thuê thì thầu mới lại làm cúng ruộng nhờ chẳng tôn có gì vộn nhân nước cho thu văn nhập thêm. mà chư họ Thôi thoát nghèo. cũng được nhờ đồng vốn của nhà nước cho tôi vay. Là tôi cũng bây giờ hiện tại là tôi cũng tạm ổn, cũng gọi là được đấy là thoát nghèo. Nhiều gia đình ở các quyền bệnh khó khăn của huyện Tân Sơn xin hà khỏi danh sách hố nghèo chỉ đơn giản là cam rô mình ta là thôi ta có vốn liếng hơn thế phần hỗ trợ tê giang cho các hố con nghèo hơn. Gia đình ông Trần Văn Hùng ở xã Mỹ Thuấn là điển hình. Ông Hùng chia sẻ nghèo mai các con xe xấu hô với bán bè cũng vì là bị dù cả hàn dù lấu tiểu yếu thậm chí ông Hùng phải điều trị thuộc thang thường xuyên mây gia đình vẫn là đơn xin thoát nghèo. Quyết tâm y ta thể hiến ơ là đơn tịnh hành động. Mánh rán văn vồn, ôm vơ xương la mật. Pa la thềm vươn trẻ, kinh tế gia đình vơi cử vị mà tì lên. Tôi là hộ nghèo thì tôi cũng biết là về chính sách về hộ Họ mắt chính nghèo sách để nhà về nước hố nghèo của lo nhà rồi nước hai nữa là giúp giúp đỡ đỡ nhiều nhà tôi họ cũng rất rất cảm ơn. cảm Mấy ơn họ nhưng có mà nguyện tôi vọng tứ mình phát triển kinh cũng muốn tế có nguyện tới vọng nói đỡ chung tì là gạch mình tự nắng của mình nhà phát nước. triển kinh tế rồi Tên mấy để năm mình dù lấu họ đỡ đi cổ gánh gắng nặng ba cho trẻ xã hội làng rồi nghề chính mặc nhà dù nước. họ Nhưng mà mấy vẫn năm nay bệnh vợ tật chồng tôi cũng cố mây gắng vẫn cổ phát huy gắng là tê trẻ thoát rồi nghèo làm bền nghề vững. là giờ phút này là tôi bệnh tật vẫn còn nhưng mà tôi cũng cố gắng là như là để thoát nghèo rồi phát triển kinh tế cho nó bền vững. Cùng với nỗ lực của người dân, bởi chính sách hỗ trợ kịp thời ta khởi dẫn tiềm năng, ý chí vươn lên thoát nghèo là chầu của bơi người dân ở lô quyền bền. Ở huyện miền Tân Tân Sơn, bơi hố rậm văn vộn rậm là bơi hố thoát nghèo mạnh nhất, mánh dán văn vộn để tin tưởng vào hỗ trợ của nhà nước với nguồn vốn chính sách cho nó cũng sẵn sàng giúp bố phát triển kinh tế giúp hàng nghìn hố dần thoát nghèo để có phần từ tỷ lệ hố nghèo của huyện Tân Sơn thậu mươn hàn phân cầm vào năm 2007 hộ con mươn pà phân cầm năm 2021. Khi các hộ được vay vốn được cập nhập vay vốn thì người ta các hố rất vần cố vụn gắng cúng ta rất về để cố người gắng ta sử sử dụng dụng vốn mục đúng đích. mục đích Và đặc nhiều biệt hố là ta có là những nghề hộ thôi người ta đã bởi phát ý triển được các những cái hố nghề cúng rô rất là tốt để để học mà phấn tập đấu là thoát các nghèo hố bền còn vững. tạo điều kiến Thế cho từ ra những tế cái phát triển. hộ mà làm ăn phát triển tốt ấy, đoàn kết giúp đỡ nhau thì các cái hộ khác ấy, người ta cũng phấn khởi và người ta cũng nhân rộng lên. Thì ngân hàng chính sách cũng phối hợp với lại chính quyền địa phương nó nắm bắt
Ngân hàng chính sách cũng phối hợp với quyền pền nắm bắt nhu cầu các hộ vần vốn, đáp ứng nhu cầu vần vốn, đồng thời phối hợp ra soát nắm bắt nhu cầu các hộ vần thấu cho giai ngân cũng sẽ cùng các quyền pền hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn là hiệu quả nhất. Vay để sao cho cái hiệu quả của nguồn vốn vay là cao nhất. Giảm nghèo bền vững là chẳng chi giảm thổ hố nghèo mà còn là lập bỏ tê người dân chẳng tại nghèo. Nì chẳng chi là mỗi lò cua chính quyền mà còn là quyết tâm cua chính phơi hố thoát nghèo. Bởi thực tế ở phơi vùng khó khăn, thoát nghèo rồi lại tại nghèo là chiến tường đổi phô biển, tình toàn kèm, thiên tai, tàu ổn là hà san phong chẳng mất bại thì nò. Chỉ cần mỗi bóng phơi nguyên nhân đi, hay cũng có thể tây tỉnh hố ta thoát nghèo phơ lái danh sách hố nghèo hay hố cấn nghèo của quyền bệnh. Chẳng nhảy hậu nghèo mai mà thức tệ, chăm chi là lúng rò chùa tu mà cần rất xứ quyết tâm để nỗ lực hay tôi có chỉnh các hố dần. Nghèo rề chẳng có nghề nghiệp, tưởng nghĩa quyết tâm theo học lớp cơ khí tái mà chưa nghề, dù thui chẳng hề con tre, học hành xong tưởng nghĩa phản bột vơ mức cứ hàng tán quyền bệnh. Dẫn thợm tì thợm hơn thế thổn về muốn là điều mà người dân xung quanh cam nhấn vơ tựa vơ cứ hàng. Tệnh này tựa ta tứ mình xảy dính ngôi nhà thế mùa ô tô. Khi tôi đi học nghề về tôi khi đấy thì chợt thì họ nghe về ở quyền bền chưa có nhiều xương cơ khí thì tôi đã vay vốn để vừa xương vay vốn không quá trình là thầy cũng có tư việc là đền cũng thoát ảnh nghèo. Tịnh này chắc chắn chứ nó họ ngậm tịnh chuyến tại nghèo mèn thoát được nghèo và bây giờ thì tôi không nghĩ đến cái chuyện tái nghèo nữa. Cước nghèo lô lô ái xiến mà lình rừng hơn mà hát á rừng vi lập bị mà mọ co hoàng trăng hậu tại nghèo ái bo các quyền bền rơi hàn lình rừng ơ quyết tâm thoát nghèo á diễn cai táo vươn rừng mùng tre kết hợp ca tao tầm buông cả tê chiếm gia súc chư ni hàng năm gia đình ái thú nhập kình hàn cầm chú tổ. Trước kia nhà tôi cũng khó khăn thì cho con cước đi nhà họ cũng khó khăn cho con tí họ cũng thiểu vốn vất vả mày họ cũng cố gắng là lúng thoát nghèo tê xe chẳng tại nghèo mèn tê có điều kiến chăm sóc con cái. Trên địa bàn xã Minh Đài trong năm 2021 trung bình mỗi năm quyền bền có khoang mươn hố thoát nghèo kết quả đi có ản là nhờ sứ và cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để cũng chẳng thê thiệu sứ quyết tâm thoát nghèo vui chỉnh các hố nỗ lực có sản xuất kinh doanh để phát triển và quyết tâm của chính quyền quyết tâm của người dân trong việc nỗ lực thoát nghèo đó là họ hộ gia đình nỗ lực trong sản xuất kinh doanh. Còn giai đoạn 2021-2025 đang nhân nước tiếp tục có chính sách đảm bảo quyền an sinh xã hội cho người nghèo ản toàn diện hơn. Đặc biệt, chi thổ việc là gắn với thu nhập là cơ sở tê phần loại đối tượng hố nghèo để các giải pháp tác động phù hợp. Chẳng chi hỗ trợ người dân thoát nghèo, người dân còn ản tiếp tục hỗ trợ tê chẳng tại nghèo. Với Tân Sơn, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng án xác định là mỗi con bơi ba nhiễm vũ chống tầm mà nghị quyết đại hội đang bố lần thứ tư nhiễm kỳ 2010-2025 đề hà. Còn giai đoạn này, toàn huyến phấn đấu mùa năm đào tạo bồi dương tập huấn cho kênh ram cam lao động nông thôn cùng với việc phối hợp với các cơ quan hữu quan doanh nghiệp tê nắm bắt nhu cầu về vị trí việc là yêu cầu tuyên dụng bơi có sứ điều chỉnh về nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp ưu tiên đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn đào tạo giải quyết việc là ngăn tán quyền bệnh. Lúc em còn chưa đi học thì em đã chỉ làm dân nông dân ạ. Và sau khi ủn ản đào tạo 3 tháng nghề mày sau khi xin vào công ty còn cúm có nghiệp hay rô thu nhập rất ổn định. Có thu nhập giờ có thu nhập ổn định hơn ạ và có tay nghề cao hơn ạ. Tôi đã phối hợp với các cơ quan đào tạo nguồn nhân lực
phối hợp với các cơ quan đào tạo nguồn nhân lực quyền bền tê cung cấp nhân lực có tay nghề để đáp ứng còn công tác tuyên dũng các doanh nghiệp thổ lướng lao động đào tạo tán quyền bền là việc là tán cú công nghiệp khoảng 70 đào tạo phay thảm và đang làm trong đó khoảng tầm 70-80%. Thế thì hàng năm thì các lao động này thì khi đào tạo ra thì là các doanh nghiệp đã vào liên kết để tuyển dụng và làm việc luôn trong cái cụm công nghiệp. Với chủ trương đường lối đúng đắn, sứ chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành để nỗ lực vươn lên của người dân ta bằng lái bơi tôi thầy, bằng lái sức thổ mời lô quyền biển tôm rắn, thành tíu giảm nghèo ở Tân Sơn, cọ ản, trăng phai, tôm nà quy mô vượt trội, trăng phai tiền tiết kiệm tỏ mà người dân cùng chính quyền quyền biển tăng ngọ thế tỷ đụng hưởng, coi người thoát nghèo, tèo chẳng hậu tại nghèo, chẳng chi là giành giữ mà còn là khăng đính còn thả tì cua báu là đụng hưởng.